Vâng, xin chào tất cả các bác ở mọi miền Tổ quốc. Bác đang truy cập vào kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bãi Bình Định. Sau đây em giới thiệu cho các bác, em vừa về được hai cặp loa châu Âu, đó là một cặp đến từ hãng BVK, có mã là 603 Series 3. Và cặp loa này rất là đẹp nha các bác, giá là 19 triệu. Và cặp loa tiếp theo đó là cặp loa Chario, giá là 12 triệu 500 ngàn. Hai cặp loa này rất là mới nha các bác, từ những cái Iken. Đây là cặp 601 603 Series 3 của BVK nha. Một bát, một chung, một chép. Và là cặp Chario sở hữu một bát phía dưới nha các bác. Một bát phía dưới và một cái bát chung, một chép. Luôn em nào cũng ba đường tiếng nha. Và cực kỳ là đẹp luôn nha. Độ mới lên tới trên 95%. Bác nào sưu tầm và giá em cũng cân đối cho các bác rồi. Cặp Chario này thì giá là 12 triệu 500 ngàn, loa thùng gỗ lạng. Và cặp BVK là giá 19 triệu nha. Và cặp Chario này là hàng châu Âu rất là nổi tiếng nha các bác. Nó là dòng high-end cao cấp, có mã là Sintai 100 tu nha. Một bát, một chung, một chép. Bát phía dưới nha các bác, giá 12 triệu 500 ngàn. Các bác có thể chơi vào những con ly đời nông, vân vân, hay là san xui đời hai em. BVK thì các bác rất là dễ chơi rồi, âm ly server hay là âm ly đời nông 2000, 2025 mã, 35 mã, 45 mã và những dòng mà S10 vân vân, có thể khai thác rất là tốt những dòng BVK này. Cặp này, hai cặp này em về giá rất là tốt cho các bác nha. Các bác có thể tham khảo cặp BVK 603 Series 3 nha các bác. Thùng vàng, hàng bãi đẹp long lanh, độ mới cực kỳ mới nha, trên 95% nha. Sau đây em sẽ que từng cặp cho các bác cùng coi nha. Bác nào chốt thì alo cho em. Vâng, đây là hình hài chi tiết của cặp loa Eken nha các bác. Rất là đẹp luôn, mới khiếp khủng luôn nha. Hàng các bác vừa nghe vừa trưng bày. Dòng loa châu Âu, loa cây thì cái bát nó không có to như là những dòng loa Nhật và loa ấy nha các bác. Thường thường nó chỉ 18 đến 20 là cao rồi. Đây là một cái loa chung khoảng 16 cm, là một loa chép dom và một cái bát phía dưới, bát 18 nha. Là thùng vách. Cặp loa rất là đẹp nha. Và rất là sang. Hai logo Chario. Loa này đến từ Italy nha các bác. Italy. Thùng là thùng gỗ lạng tuyệt vời. Các bác có thể thấy này nha. Đẹp long lanh luôn nha. Đây là cạnh trái. Thùng quách là đẹp keng nha các bác. Rất là đẹp. Các bác nào có phòng cỡ 25 đến 30, 35 mét vuông thì cặp này là rất tuyệt vời, vừa nghi vừa trưng. Lo cây thì nó để phòng cách rất là đẹp nha. Cao khoảng 1 mét, 1 mét 2 nha, 1 mét 1, 1 mét 2 nha. Lo cao khoảng 1 mét 1 nha bác, còn BVK là một cỡ 1 mét 2. Đây, đây là modem của nó. Style 100 tut, 100 tu nha các bác. Đây, hàng Italy. Đây là cặp loa. Rất là mới. Đây là những cặp loa chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Đẹp cứng cửa luôn nha các bác. Rồi em tiếp tục quay đây cặp BVK. Bác nào chốt thì alo cho em nha. Cặp loa Chario này giá là 12 triệu 500 ngàn. Giá thị trường nó khoảng 13, có chỗ bán 16. Rất là đẹp nha. Giá rất là tốt nha các bác. Vâng, tiếp theo là cặp loa BVK 603 Series 3. Và cặp loa bên em bán giá là 19 triệu, giá là bao ship cho các bác nha. Đây là phần Eken phía trước của nó, rất là mới nha. Eken tuyệt vời. Đây là phía trên. Thùng này là thùng vàng nha các bác. Thùng quăng gỗ vàng. Góc cạnh là đẹp long lanh. BVK là một thương hiệu rất là nổi tiếng nha các bác.
gân là gân dinh nha, một bát một chung một chép, rất là đẹp. Đây là cái chung huyền thoại nha, đặc trưng của những dòng BBK, và một cái bát, một lỗ thông hơi phía trước và logo. Đây là góc cạnh nha, phía trên. Và đây là cạnh trái. Đấy, một cặp loa, hai cặp loa này về tuyệt vời. Đẹp long lanh luôn nha các bác. Vâng, và đây là cạnh loa phải. Các bác lưu ý cho em, đây là những cặp loa bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, và những cặp loa tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Các bác có thể thấy cảnh nó này, rất là đẹp nha. Giá 19 triệu nha, giá đã cân đối cho các bác, giá luôn luôn bao ship cho các bác nha. Và trạm loa phía sau 150W trên 8 ohm nha. BBK DM603 Series 3 150W trên 8 ohm. Đây là cầu loa và những kết nối ring luôn nha, kết nối ring. Rồi, các bác nào chốt thì alo cho em, một cặp loa rất là đẹp và giá cũng hợp lý và hợp túi tiền. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.